Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 là năm cột mốc đánh dấu những thay đổi mang tính chiến lược trong công tác bảo vệ môi trường, căn cứ theo luật bảo vệ môi trường năm 2020. Trong đó có quy định về việc xử phạt nếu không phân loại rác thải tại nguồn và xả càng nhiều rác thì trả phí càng cao. Tại khoản 1 điều 75 của luật bảo vệ môi trường 2020 có nêu rõ, quy định này phải được thực hiện chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2024. Quá trình thực thi này ở nước ta liệu sẽ gặp phải những khó khăn, những trở ngại nào? Và liệu những bài học về phân loại rác thải tại nguồn của một số quốc gia trên thế giới có thể áp dụng ở Việt Nam hay không? Đây chính là những nội dung xuyên suốt của chương trình Từ Nông Thôn Nhìn Ra Thế Giới ngày hôm nay. Và có mặt tại chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, là Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng. Vâng, xin kính chào khán giả của Đài VTC, xin MC Việt Cường. Vâng ạ, xin được cảm ơn bà đã đến tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, World Bank thì nếu lấy lượng rác thải sinh hoạt chia bình quân đầu người mỗi ngày thì chỉ tính riêng tại các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam chúng ta, mỗi cá nhân thải ra từ 0,3 đến 0,8 kg rác thải ngoài môi trường mỗi ngày. Và nếu lượng rác này không được phân loại ngay tại nguồn thì sẽ kéo theo một chuỗi những khó khăn trong hoạt động thu gom, xử lý. Và ngay bây giờ, chúng tôi mời quý vị khán giả chương trình hãy theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây của các phóng viên. Bên cạnh dòng sông êm đềm này là một bãi vứt rác thải sinh hoạt. Người dân điềm nhiên vứt rác. Đáng nói, các loại rác thải vứt tại đây không được phân loại, mặc dù đây là địa phương đã triển khai hoạt động phân loại rác thải tại nguồn. Thực tế thì đối với các bãi chôn lấp thì bãi nào cũng là quá tải. Thì đối với Trung Hòa thì cũng đã thực hiện một hai cái mô hình thí điểm, tức là xử lý rác thải tại hộ gia đình, phân loại xử lý rác thải tại gia đình. Nhưng mà cái mô hình đó thì đối với con nhân dân thì nó cũng chưa được đảm bảo, bởi vì khi xử lý thì cũng có một số cái điểm cái bất cập, tức là khi xử lý thì nó có những cái con giòi bọ phát sinh, nên là bà con cũng thấy nó cũng không yên tâm. Thì chính vậy mà cái mô hình đó thì cũng vẫn duy trì nhưng mà không hiệu quả cao. Đây là kết quả của việc vứt rác không phân loại. Kim tiêm, mảnh chai, sành sư vỡ, đinh sắt. Những loại rác thải mang tính sát thương cao như thế này là nỗi ám ảnh của những người làm công việc thu gom, xử lý rác thải. Thì xà lanh nó đâm bàn thì gái chúng tôi phải rửa diệt các thứ nó cẩn thận thôi, chứ không có, nhưng mà vẫn phải đi làm. Ở đây chị em ở đây thì ai cũng bị xà lanh, với lại như là những cái ghế kia con này mình chặt là nó vào tay. Thế thì nhưng mà điều kiện nó cũng chả có, cho nên là chúng tôi vẫn phải đi làm. Những người làm công việc thu gom xử lý rác thải lọt thỏm giữa những núi rác khổng lồ. Do rác thải không được người dân phân loại, lại đóng kín trong các bao túi, nên các công nhân vệ sinh mất thêm nhiều thời gian để xác định và phân loại rác thải. Bởi vậy, công việc của họ đồng nghĩa với việc chấp nhận nguy cơ tai nạn hay bị nhiễm độc bởi các loại rác thải đang phân hủy. Nắng lực thì vất vả lắm, coi như mồ hôi nhễ nhại. Kinh nhất là kim tiêm với thủy tinh đó, nữa kim tiêm. Những cặn bã nó bẩn là nhiều, những cái kim tiêm thủy tinh là mùi mắm tôm, mùi nọ kia, mùi thuốc sâu, mùi bọ là nhiều mùi lắm. Và chúng tôi đúng là cũng khổ nhục lắm. Với trên 62 triệu dân sinh sống tại các vùng nông thôn, chiếm xấp xỉ 65% dân số cả nước, các vùng quê của Việt Nam đang phải hứng chịu áp lực quá tải rác thải sinh hoạt mỗi ngày. Theo số liệu thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi năm, khu vực nông thôn phát sinh trên 13 triệu tấn rác thải. Còn tại các khu vực thành thị, lượng rác thải cũng nhiều không kém. Do không được xử lý đồng bộ, không được phân loại tại nguồn, nên lượng rác xả thải khổng lồ mỗi ngày đều cần tới những bàn tay lao động thủ công của người công nhân vệ sinh. Vâng, rõ ràng là trong thời gian qua thì chúng ta có thể thấy rằng là tại một số vùng nông thôn thì việc thu gom rác thải đã được cải thiện với những cái sự hoạt động tích cực của các hợp tác xã vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, nhìn chung thì rõ ràng là việc thu gom xử lý rác thải vẫn còn đó những nhiều sự khó khăn, đặc biệt là khó khăn ngay tại những cái địa điểm thu gom, cụ thể là tại các hộ gia đình. Và câu hỏi đầu tiên tôi xin được đặt cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An là theo bà thì cái thói quen xả rác của mỗi cá nhân có phải là cái nguyên nhân chính khiến cho chúng ta dẫn đến những cái khó khăn đang tồn tại hiện nay hay không ạ?
Vâng, tôi nghĩ rằng đấy cũng là một trong nguyên nhân chính mà đã gây cho cái chuyện mà chúng ta không phân loại được rác. Phải nói từ nhiều thập kỷ nay là tất cả người thành phố như người nông thôn, khi đấy là tất cả rác cho vào một túi và coi là tùy từng điều kiện mà có thể họ đưa ra phố, họ đưa ra ngách. Và đặc biệt ở nông thôn Việt Nam thì lại ở vì mật độ dân cư nó không cao, cho nên là diện tích nó rất rộng, cho nên họ có thể là ném đi tất cả các nơi. Ví dụ người ở trên vùng cao thì ném xuống suối, rồi người ở vùng biển thì ném xuống sông, xuống biển, và người ở nông thôn bình thường thì cũng có thể là ném ra bên cạnh rác ngõ ngách được. Cho nên phải nói đấy là một cái thói quen, một thói quen lâu đời mà nói chung là nó không thích hợp với giai đoạn hiện nay nếu chúng ta muốn có nền, gọi là có nền kinh tế tuần hoàn. Rõ ràng chúng ta thấy là ở ngoài xã hội hiện nay thì cái việc đối tượng thu gom rác là ở một số nơi là người dân của chúng ta tự thu gom rác, và đôi khi thì ở một số nơi thì chúng ta thấy là người dân của chúng ta cũng sẽ có ý thức là phân loại rác ngay tại nguồn rồi. Thế nhưng những cái loại rác này khi mình được tập kết lại những cái chỗ mà xử lý rác á, thì nó lại dồn chung lại với nhau. Rõ ràng là chúng ta có một cái sự thiếu nhất quán, đúng không ạ? Có nghĩa là chúng ta chỉ phân loại tại nguồn ở từng cá nhân từng hộ thôi, chứ khi tập kết lại thì chúng ta vẫn chưa có cái hướng giải quyết xử lý một cách triệt để. Vâng, đấy là cái gọi là thiếu nhất quán, hay là thiếu đồng bộ trong quá trình xử lý thu gom rác. Mà chính sự thiếu đồng bộ này giai đoạn vừa rồi phải nói là cũng gây rất là khó khăn để chúng ta không phân loại được rác, và cuối cùng chúng ta cứ để cái tình trạng mà gọi là rác mà cứ gọi là cứ lẫn lộn nhau và tất cả cái này, và đã làm cho rất khó khăn. Và cuối cùng chúng ta một là đất chôn thì thiếu, không tái chế được, và cuối cùng coi như lại gây ô nhiễm môi trường tiếp. Cho nên tôi cho đây cũng là vấn đề để chúng ta nhìn thấy rằng nếu muốn phân loại rác thì phải đồng bộ từ người phân loại từ đầu cho đến người thu gom, cho đến bãi tập kết và đến người thu nhận cái tái chế và xử lý tiếp theo. Dạ, rõ ràng là chúng ta thấy rằng trong thời gian qua thì cũng có rất là nhiều những cái biện pháp được đưa ra để thay đổi về cái thói quen và hành vi phân loại rác của chính người dân của chúng ta. Vậy thì ở những cái vùng quê thì sao? Bà đánh giá như thế nào về những cái biện pháp hiện nay để có thể là thay đổi cái thói quen hành vi của những người dân ở vùng quê trong cái việc là phân loại rác ạ? Trước hết là phải nói là nông thôn Việt Nam hiện nay là cái số dân sống rất đông, tức là khoảng là đến 2/3 số dân của Việt Nam mình là chỉ khoảng 60 triệu trên 60 triệu. Từng cái đặc thù một của từng địa phương thì nó có những cái chuyện khó khăn riêng. Ví dụ bây giờ tôi phải nói lấy miền núi là đất rất rộng mà họ các đồng bào được sống ở những cái vùng có thể có những người vùng núi cao, cho nên rất là tiện lợi. Nếu chúng ta không tuyên truyền thì đồng bào sẽ chỉ gói rác lại đứng ở trên nhà vứt là có thể xuống khe suối rồi. Tùy từng đặc thù của nông thôn phải nhận thức rõ và phải có phân loại từng đặc thù từng nơi để chúng ta thấy cái khó khăn nào là chính, phải nhận rõ cái chuyện đấy thì mới có thể khắc phục được. Dạ vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, xin được thông tin lại một lần nữa là Luật Bảo vệ Môi trường 2020 cũng đã quy định về xử phạt nếu không phân loại rác thải tại nguồn và xả càng nhiều rác thì trả phí càng cao. Và tại khoản 1 điều 75 của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 thì cũng nêu rõ là quy định này cần phải được thực hiện chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2024. Việc phân loại này có thể diễn ra theo phương thức thủ công tại nhà hoặc được thu gom bởi dịch vụ hoặc phân loại một cách tự động bằng máy. Và trước khi đến với những chia sẻ tiếp theo của chuyên gia Bùi Thị An về quy định phân loại rác thải tại nguồn, thì chúng tôi mời quý vị khán giả cùng nhìn lại những khái niệm xoay quanh cụm từ này. Việc phân loại rác thải tại nguồn đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý chất thải, góp phần giảm thiểu nguy cơ phát tán các tác nhân gây bệnh, các yếu tố độc hại và nguy hiểm, góp phần bảo vệ môi trường. Phân loại đúng còn góp phần tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí cho các công tác thu gom và xử lý rác thải. Rác thải sinh hoạt mỗi ngày trước khi được đưa đi xử lý cần phải được phân loại ngay tại hộ gia đình. Cách phân loại như sau. Rác hữu cơ dễ phân hủy, bao gồm các loại rác dễ bị thối rữa trong điều kiện tự nhiên sẽ sinh ra mùi hôi thối. Ví dụ, các loại thức ăn thừa, thức ăn hư hỏng như rau, cá chết, vỏ trái cây, v.v. Rác thải rất khó phân hủy được chia làm hai loại, đó là rác tái chế và rác không tái chế. Rác tái chế là các loại rác có thể sử dụng lại nhiều lần hoặc tái chế lại như giấy, thùng các tông và kim loại hay các loại nhựa. Còn các loại rác thải không tái chế là phần chất thải bị bỏ đi. Vâng, cũng xin được nói thêm là dân số nước ta hiện đã vượt qua cái cột mốc là 90 triệu dân rồi và có trên 60 triệu người đang sống tại khu vực nông thôn. Việc mà mỗi cá nhân, hộ gia đình khu vực nông thôn thực hành xả rác và xử lý rác thải đúng cách sẽ giúp đem lại một cái môi trường thôn quê trong lành, sạch đẹp hơn. Tuy nhiên, việc làm thế nào để mọi người cùng chung tay hành động sẽ đòi hỏi rất nhiều nỗ lực cũng như là những cái tác động từ nhiều phía. Thưa bà An, câu hỏi được đặt ra lúc này là cụ thể thì tại những cái vùng nông thôn, căn cứ vào Luật Bảo vệ Môi trường thì các cá nhân của chúng ta và hộ gia đình sẽ có trách nhiệm gì trong việc là phân loại rác thải ngay tại nguồn ạ? Trước hết tôi nghĩ rằng đầu tiên trong Luật Bảo vệ Môi trường quy định rất rõ, nếu như không phân loại thì tới đây sẽ bị xử phạt. Đến một cái giai đoạn nhất định là phải quy định là anh không phân loại là anh bị xử phạt.
Đấy là cái điều thứ nhất thì tôi nghĩ là cái điều rất là rõ rồi. Thế thì vấn đề là làm thế nào để cho người nông dân và những người sống ở nông thôn, cũng không phải là nông dân sống thôi, là nhận thức được cái điều này và chúng tự giác để làm cái điều này là rất là khó. Nhưng mà như tôi nói lại, tức là cái này là phải toàn bộ hệ thống chính trị phải vào cuộc, kể cả để mà tuyên truyền giáo dục cho người dân để họ hiểu rằng nếu chúng ta không phân loại thì sẽ ảnh hưởng đầu tiên là đến cái túi tiền của chúng ta, bởi vì cái chuyện ta bị phạt. Cái thứ hai nữa là mà nếu chúng ta không phân loại được thì cái nền kinh tế tuần hoàn không thể nào có được và sẽ làm ảnh hưởng luôn đến cái thu của ngân sách nhà nước, là nếu chúng ta không làm tích cực thì đến 31/12/2024 chưa chắc chúng ta thực hiện, mà điều đó là không ai mong muốn cả. Rõ ràng là để thay đổi một cái hành vi hay là một cái thói quen của đối với người dân ở cái vùng nông thôn hiện nay cũng là một cái vấn đề rất là lớn. Bởi vì chúng ta thấy là nếu xét về cái phạm vi không gian thì ở thành phố phạm vi không gian nó khá là chật hẹp. Rồi ở nông thôn thì bà con của chúng ta sẽ có cái không gian rộng hơn, vườn cây, ao cá nè. Và đôi khi cái hành vi của họ cũng sẽ gắn liền với cái việc là có thể là quăng rác một cách bừa bãi ở những cái nơi nào đó không phải là cái không gian sống của mình, mà đó có thể là môi trường sống tự ngoài tự nhiên như là vườn cây, ao cá. Vậy thì không biết là với những cái mặt còn tồn tại như thế thì làm thế nào để chúng ta có thể là khuyến khích được người dân phân loại rác thải ngay tại nguồn và chờ người đến để thu gom ạ, thưa bà? Tôi thì tôi nghĩ đối với nông thôn thì cái vấn đề cái yếu tố tuyên truyền nó quan trọng hơn nhiều, chứ cái chuyện xử phạt thì rất khó, bởi chúng ta không thể kiểm soát được, bởi vì trong một cái diện tích như là MC Việt Cường đã nói, tức là nó rất rộng cho họ có thể ném, không ai kiểm soát được. Cho nên vấn đề đây là tuyên truyền giáo dục là vô cùng quan trọng, mà tôi nghĩ là tuyên truyền giáo dục phải tất cả mọi lúc mọi nơi, tất cả các đối tượng, người già người trẻ, ở đâu có điều kiện tuyên truyền là phải tuyên truyền. Rõ ràng là chúng ta thấy là ở khu vực nông thôn thì nó có cái tính đặc thù rất là riêng, và khi mà chúng ta nói đến cái khu vực nông thôn là chúng ta nói đến tình làng nghĩa xóm, đúng không ạ? Vì vậy cái công tác tuyên truyền nếu như mà giữa người này nói với người kia, hoặc là giữa hộ gia đình này đối với những cái hộ gia đình kia thông qua những cái hội nhóm, thì nó cũng có cái tính chất là lan truyền sâu rộng hơn. Thế nhưng đây cũng là một cái mặt trái khi mà chúng ta thực hiện cái tính răn đe ở khu vực nông thôn. Ở nhiều chuyên gia cho rằng là rõ ràng là nếu như ở khu vực nông thôn chúng ta khó có thể nào thực hiện cái tính răn đe, bởi vì khi mà chúng ta niêm yết công khai những cái người nào mà vi phạm về cái hành vi không phân loại rác thải tại nguồn thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tình làng nghĩa xóm, rồi cái mối quan hệ ở làng quê của chúng ta nữa. Chuyên gia nghĩ sao về câu chuyện này ạ? Thực ra đây là một thực tế cũng khá là khó khăn. Tôi cũng đã quan sát, tôi đã được đi nhiều nơi, tôi thấy tức là đôi khi là lãnh đạo là ngay cả bồ cũng là theo dòng họ nhà mình, cho nên cái chuyện mà để xử lý kỷ luật hay là công khai những cái chuyện không hành vi không tốt ấy, nó rất khó khăn. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng đến bây giờ cái giai đoạn này khác rồi, tức là cái chuyện ta tuyên truyền và ta vận động để mọi người, tức là ta để thấy rằng cái chuyện xây dựng làng xóm là trách nhiệm chung, thì ai không xây dựng ai thì dù có là họ hàng nữa thì cũng phải chấp hành. Thì tôi nghĩ là đây lại đặt lại vấn đề, tức là tuyên truyền thế nào cho họ nhận thức được rằng đây không thể nào dùng cái tình cảm riêng để mà xử lý vấn đề chung, thì tôi nghĩ là đấy cũng là vấn đề. Tuy nhiên là rất khó, như là MC Việt Cường nói, tức là rất khó, nhưng tôi nghĩ làm được. Bây giờ bởi vì dân trí ở nông thôn cũng rất cao rồi, chứ không phải đến mức như ngày xưa là cứ là họ hàng làng xóm là bao cho nhau, bây giờ cũng không đến mức như thế. Tuy nhiên là cái nó khó hơn thành phố. Thành phố thì người lạ đến thì nó dễ hơn. Dạ vâng ạ. Rõ ràng theo ghi nhận thực tế của chúng tôi như thế này thưa quý vị, là cái chi phí thu gom rác thải sinh hoạt ở mỗi nơi nó sẽ có sự khác nhau tùy theo từng địa phương nữa, và cái mức tính phí mỗi tháng theo đầu người thì trung bình sẽ dao động ở khoảng là từ 30 đến 50 ngàn đồng mỗi một nhân khẩu. Là một phép tính như thế này ạ, mỗi cá nhân hiện chi trả chưa đến là 2.000 đồng một ngày cho việc là xả rác với cái số lượng không giới hạn. Vậy thì với mức phí đóng góp từ các cá nhân hộ gia đình thì người thu gom xử lý rác thải được chi trả như thế nào khi họ phải xử lý hàng triệu tấn rác thải mỗi ngày đây? Mời quý vị khán giả chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của chính những người làm công việc thu gom, xử lý rác thải trong phần tổng hợp ngay sau đây của chúng tôi. Bảy ngày một tuần, một đội nhóm 9 người phải thu gom, phân loại một bãi rác khổng lồ như thế này. Nhưng mức lương họ nhận được thì chưa đến 1 triệu đồng mỗi tháng. Đổi lại, họ nhận được không ít lời phàn nàn của người dân địa phương. Ô nhiễm mà cái nhà người ta, con cái người ta ốm, bãi rác đốt nó nhiều quá, nó khói là con cái người ta, con bé người ta ốm đau, người ta phải cho đi viện liên tục, người ta thắc mắc nhiều lắm. Cũng tương tự như ở các vùng nông thôn, những người làm công việc thu gom, xử lý rác thải ở khu vực đô thị cũng đang phải đối mặt với vấn đề về thu nhập. Với đồng lương ít ỏi, ông Đoàn Văn Đăng, một công nhân vệ sinh môi trường ở phường Cầu Diễn, thành phố Hà Nội, không đủ tiền để thuê phòng trọ mà chỉ có thể ở tạm trong một chiếc lán như thế này. Chiếc chân giả này đã theo ông đi gom rác khắp các nẻo đường. Cũng giống như các đồng nghiệp khác, ông Đăng phải tiếp xúc với rác bẩn nhiều tiếng mỗi ngày,
và gần như không có ngày nghỉ. Làm việc trong môi trường phơi nhiễm với chất thải độc hại từ rác thải phân hủy, nhưng những người công nhân này chỉ nhận được một khoản lương ít ỏi và đôi khi còn bị nợ lương. Làm thì ai cũng cố gắng hết, nhưng mà cái bụng no mới làm được chứ còn bụng đói sao làm. Rác thải sinh hoạt chưa được phân loại tại nguồn một cách triệt để khiến công việc của những người công nhân môi trường vốn có đồng lương ít ỏi càng trở nên vất vả hơn. Theo số liệu thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong giai đoạn 2016-2021, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tiếp tục gia tăng trung bình từ 10 tới 16% mỗi năm trên phạm vi cả nước. Vâng, thưa quý vị khán giả, theo Luật Bảo vệ Môi trường 2020, cá nhân hộ gia đình sẽ phải chi trả chi phí xử lý rác thải theo khối lượng. Và do đó một cái vấn đề được đặt ra hiện nay là thay vì thu phí mặc định cao bằng như trước đây, thì việc tính phí sẽ dựa trên cái lượng rác phát thải ra, và theo luật môi trường mới ban hành sẽ đem lại những cái tác động như thế nào đối với hành vi xả rác và phân loại rác thải tại nguồn của các cá nhân hộ gia đình ở vùng nông thôn đây. Vâng ạ, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, bà nghĩ như thế nào về cái vấn đề mà tôi vừa nêu ra? Trước hết tôi cho là cái việc mà thu trả phí môi trường theo khối lượng, tôi cho đây là một điểm rất là mới trong cái luật bảo vệ môi trường của chúng ta 2020. Mà tôi nghĩ rằng cái này nó thể hiện sự công bằng trong xã hội. Ai xả nhiều, ai gây ô nhiễm nhiều, người phải trả nhiều, tôi cho cái là đúng. Tuy nhiên đối với nông thôn thì tôi cho đây cũng là cái khó khăn. Thực ra mà nói thì vì cái chuyện thu nhập ở nông thôn nó chưa thật cao lắm, có những vùng cao nhưng nhìn chung là cũng rất khó khăn. Cho nên cái chuyện mà để thu phí theo, trả phí theo công bằng như ở thành phố thì cho cũng là vấn đề rất là lớn. Cho nên tôi cũng xin đề nghị là có thể ở những tỉnh mà khó khăn, những vùng ấy thì tôi nghĩ là nên nghiên cứu có một cái quỹ nào đấy để cái giai đoạn của chúng ta, giai đoạn đầu thôi chứ không phải hỗ trợ cho, để người nông dân khi thành thói quen và để họ có ý thức, họ tiết kiệm, họ làm thế nào đấy, họ phân loại rác để làm các thứ thì tôi nghĩ tốt hơn. Và rõ ràng như là chúng ta nói là cơ sở hạ tầng ở mỗi nơi khác nhau. Ở những cái vùng đô thị thì việc chúng ta có thể là thực hiện theo cái cách tính này cũng, tôi nghĩ là cách một cái cách tương đối là nhiều người có thể là thực hiện được. Thế nhưng ở những vùng nông thôn lại khác, cái địa hình nó sẽ rộng hơn, nó mênh mông hơn. Và đôi khi là người dân của chúng ta sẽ tìm những cái cách nào đó để có thể là quăng rác đi để không phải bị tính phí. Đó là một cái mặt trái mà chúng ta cũng cần phải tính đến, đúng không ạ? Vậy thì làm thế nào để chúng ta tăng được cái tính tự giác của mỗi người dân đây khi mà chúng ta áp dụng cái luật mới này trong đời sống ở vùng nông thôn, thưa bà? Tôi thì tôi cũng nhấn mạnh lại, tức là đối với nông thôn, đối với bà con thì là cái tuyên truyền là quan trọng. Cái tuyên truyền là rất quan trọng để là tất cả mọi chuyện là đồng bào nhập tâm. Mà khi đồng bào đã nhập tâm vào đấy thì tôi nghĩ là sẽ mới tự giác được, kèm theo là vẫn phải có chế tài. Tức là tôi nghĩ không thực hiện chế tài ngay như ở số nơi thành phố, nhưng mà cuối cùng vẫn phải là chế tài, tức là thể hiện sự công bằng. Làm tốt thì mọi người sẽ khen, mà không làm tốt mà ảnh hưởng đến xã hội thì cũng phải chịu, dù là vùng nào nữa. Mà tôi nghĩ chính lúc này phát huy cái gọi là cái tác dụng lan tỏa của dòng họ cũng rất tốt. Nếu những người đứng đầu dòng họ mà gương mẫu thì tôi cho rằng cũng sẽ rất tốt cho cái chuyện là tuyên truyền rác thải này. Còn nếu không thì tôi nghĩ chỉ có kiên nhẫn mà làm thôi. Và nếu đến cùng tuyên truyền mãi mà không chấp hành thì xử phạt, thì tôi đành nghĩ là đành phải chịu thôi. Và chỉ có như vậy thì mới tự giác. Rõ ràng là chúng ta thấy là theo điều 75 của luật bảo vệ môi trường năm 2020 thì cũng có quy định rõ là việc tính phí này sẽ tính theo cái khối lượng là cân ký. Rõ ràng là cái việc này thì tôi lại nhấn mạnh một điều nữa là nếu như chúng ta thực hiện ở những cái thành phố lớn thì tương đối là khá thuận lợi. Nhưng mà ở những cái địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa thì liệu rằng cái cách tính này nó có khả thi hay không, thưa bà? Và chúng ta có kiểm soát được cái khối lượng để mà chúng ta tính phí hay không? Khi mà đôi khi là ở những cái vùng biên chẳng hạn, nơi mà dùng đồng bào chúng ta sống cái khoảng cách nó cũng thưa thớt hơn nè, thì cái nguồn nhân lực để mà chúng ta tính toán thì như thế nào? Phải nói cái việc mà MC Việt Cường nêu ra là có thật, sẽ rất khó khăn. Ở thì giải rác mà mỗi nhà có khi một quả đồi, cho nên chuyện là không thể kiểm soát được. Thì cái này tôi nghĩ là lại phải dựa vào cái đặc thù của địa phương, mà chỉ có các đồng chí cán bộ từng địa phương một hiểu được cái điều đấy và có cách thôi. Chứ còn tôi nghĩ là không thể áp dụng chung cho là vùng nọ với vùng kia như nhau. Đã áp dụng một cách đồng loạt như vậy là tôi cho sẽ không thả thi. Chỉ có là đặc thù từng nơi và vẫn phải kèm theo giáo dục. Khi mà họ tự giác rồi thì họ mới làm đúng thôi, chứ còn nếu không thì không thể, rất khó, bởi vì là mỗi nhà một quả đồi thì không thể, chúng ta không có cách nào để mà kiểm soát thường xuyên được đâu.
Dạ vâng, thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được nhắc lại là tại khoản 1 điều 75 của luật bảo vệ môi trường 2020 có quy định là xử phạt nếu không phân loại rác thải tại nguồn và xả càng nhiều rác thì trả phí càng cao. Quy định này có hiệu lực thực hiện chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2024. Và để đẩy nhanh việc triển khai áp dụng quy định mới này thì Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã chỉ đạo thực hiện các cái chương trình tập huấn về việc phân loại rác thải tại nguồn tại các vùng quê. Ở bước đầu cũng đã ghi nhận được sự hưởng ứng của không ít nông hộ. Ghi nhận của chúng tôi tại huyện Nam Đàn, của tỉnh Nghệ An. Xuyên suốt các chương trình tập huấn về phân loại rác thải tại nguồn, hơn 3.400 hộ dân tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã được tìm hiểu về những hệ lụy của việc không phân loại rác thải tại nguồn, cũng như những lợi ích nếu thực hiện đúng các quy định mới của Luật Bảo vệ Môi trường 2020 về phân loại rác thải. Thị trấn thu gom và phân loại thành ba loại thì rất phải làm được. Hiện nay cái nhận thức dân tình của dân rất cao, và họ phải là hiểu rất nhanh. Sau khi tham dự khóa tập huấn về phân loại rác thải tại nguồn, ông Biện Văn Sơn, chủ điều hành một cửa hàng ăn quy mô lớn của xã Kim Liên, cũng đã có ý thức hơn trong việc xử lý và phân loại rác tại nguồn. Để cho nhà hàng sạch có ý thức từ ban đầu để phân loại để đỡ cái ô nhiễm về cái của nước nối đấy. Mình phân loại ra để đến trước cửa nơi quy định để đến ngày là người ta tới thu gom. Với quy mô phục vụ lên tới hàng trăm lượt khách mỗi ngày, lượng rác thải sinh hoạt tại cơ sở của ông Sơn không hề nhỏ. Thay vì vứt bỏ rác hỗn hợp như trước đây, giờ đây, ông Sơn tiến hành phân loại rác thành 3 loại theo quy định mới của Luật Bảo vệ Môi trường 2020, gồm rác thải hữu cơ, rác thải tái chế và rác thải không tái chế. Còn kia phân, ví dụ như là cái cối rau của việc ấy, thì mình cũng để riêng ra đấy là mình sáu ngày cái mình đưa ra ngoài vườn đấy, có cái vườn rau đây được mình ủ xuống, có thể là mình làm phân để cho rau. Do thu thập được một lượng lớn rác thải hữu cơ phục vụ nông nghiệp cũng như một lượng lớn rác thải tái chế, lượng rác xả thải của các hộ gia đình đã giảm đáng kể. Bởi vậy, việc thực hành phân loại rác thải tại nguồn đã góp phần đem lại một diện mạo mới cho vùng quê Kim Liên khi các con đường làng đã trở nên sạch đẹp hơn. Trong Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam hiện nay 2020 cũng đã có quy định rất rõ về vai trò của cộng đồng dân cư trong cái việc giám sát, thực hiện cái việc phân loại rác tại nguồn này. Và thêm vào đó thì người thu gom rác có thể từ chối cái việc thu gom nếu như người dân không thực hiện việc thu gom hoặc là không cho vào trong cái túi đúng quy cách. Đấy, rồi nhắc nhở người dân thực hiện việc tuyên truyền. Thì đấy là những cái biện pháp có thể là căn cơ để chúng ta thực hiện tốt cái phân loại rác tại nguồn. Hiện nay, lượng chất thải sinh hoạt phát sinh ngày càng tăng, gây áp lực lớn đến công tác thu gom, vận chuyển và xử lý. Hầu hết các chi phí cho việc xử lý rác đều do ngân sách nhà nước chi trả. Do đó, việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương sẽ góp phần tăng cường công tác quản lý chất thải, bảo vệ môi trường trên quy mô toàn quốc. Vâng, thưa quý vị, để hướng tới cái mục tiêu là chúng ta xây dựng một khu vực nông thôn xanh, sạch, đẹp, hoạt động phân loại rác thải tại nguồn cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc và triệt để hơn nữa. Rác thải tại nguồn được phân thành 3 loại chính gồm là rác thải hữu cơ, rác thải vô cơ tái chế được và rác thải vô cơ không tái chế được. Khi mà chúng ta áp dụng việc phân loại rác tại nhà, tức là ngay tại nguồn, thì đối với cái nguồn rác thải hữu cơ, bà con nông dân của chúng ta có thể là áp dụng những cái giải pháp xử lý như thế nào để mang lại cái tính hiệu quả ở đây? Thưa chuyên gia, có thể là gợi ý cho bà con của chúng ta không? Trước hết là cái rác thải hữu cơ thì tôi nghĩ là trước đây chúng ta thường các cụ cũng đã làm đấy, gọi là phân xanh, ta đào một cái hố, ta có thể tập trung vào cái chỗ đấy và ta có thể cho thêm một cái hóa chất mà nó thúc đẩy nhanh cái chuyện phân hủy. Thì tôi thấy là một số vùng đã làm rồi, thì tôi cho là trong trường hợp này tôi nghĩ là tôi đề nghị tất cả các cái tổ khuyến nông hoặc các trung tâm gì đấy, tức là nên hướng dẫn tận từng gia đình một, đến từng gia đình và quan sát luôn cả hiện trường đấy. Ví dụ nhà này có vườn thì nên đào ở chỗ nào, đào như thế nào, sâu bao nhiêu và dùng các cái loại hóa chất gì để phân hủy, là thường là vi sinh, thì tôi cho là rất là tốt. Nhưng mà trong trường hợp đối với các bà con nông dân, tôi đề nghị là các đồng chí nên dành thời gian nhiều hơn, đi tận nhà hướng dẫn tận tình. Cái này tôi xin để gọi là cầm tay chỉ việc luôn, chỉ có lại thế thì tôi nghĩ là mới có hiệu quả. Dạ vâng ạ. Hiện nay chúng ta thấy là ý thức con người là cái yếu tố tiên quyết để chúng ta có thể là thực hiện thành công cái việc là phân loại rác thải tại nguồn như thế này. Trở về vai trò của người phụ nữ trong gia đình là cái người vung vén và chăm lo cho gia đình. Và tôi nghĩ rằng nếu như mà chị em của chúng ta nắm vững được cái vai trò, cái tầm quan trọng của việc là phân loại rác thải tại nguồn thì nó cũng sẽ hướng đến cái việc thực hiện cho những cái thành viên khác, nó cũng sẽ được tốt hơn. Bà nghĩ như thế nào về câu chuyện này khi mà chúng ta tuyên truyền và vận động chính những người phụ nữ trong gia đình của họ?
Vâng, thường là phụ nữ thì gọi là chủ gia đình và trong đây là cũng thường là bếp núc, cho nên cái chuyện này tôi nghĩ cái chuyện tuyên truyền để các chị em phụ nữ mà nắm chắc cái việc này và thực hiện chuyện này, thực hành đầu tiên thì tôi cho cũng rất là tốt. Nhưng tuy nhiên tôi nghĩ là phụ nữ mới chỉ có một nửa dân số thôi, vẫn còn nửa đàn ông nữa, cho nên là tôi nghĩ là vẫn phải tuyên truyền cả những người đàn ông ở vùng nông thôn để các anh chị em cùng vào cuộc cùng với phụ nữ thực hiện, để tôi nghĩ mới đạt được yêu cầu, chứ còn nếu mà chỉ riêng phụ nữ không thì tôi nghĩ cũng không đạt yêu cầu. Dạ vâng ạ, nói chung là phải có sự chung tay của cả gia đình đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, việc phân loại rác thải tại nguồn và thu phí rác thải theo lượng đã được áp dụng ở nhiều những cái quốc gia như là Nhật Bản, là Hàn Quốc. Phương pháp này đã giúp giảm được đến khoảng 90% lượng rác thải xả thải tự do ra môi trường. Một số quốc gia khác như là Singapore hay là Indonesia lại có cách áp dụng linh hoạt khi mà kết hợp thêm cách phân loại rác thải dựa vào lợi ích của cá nhân. Ngay bây giờ thì mời quý khán giả và bà con chúng ta cùng tham khảo cách làm này trong một đoạn clip tổng hợp ngay sau đây của chúng tôi. Tại đất nước sạch nhất thế giới Singapore, cứ vào ngày cuối cùng của tháng, ban quản lý của khu nhà đều tổ chức thu gom giấy các loại bìa cứng để đem đi tái chế. Các hộ gia đình mang giấy đến nơi tập kết để đổi lấy tiền mặt hoặc phiếu mua hàng. Những ai không lấy tiền hay phiếu mua hàng thì coi đó là hoạt động tình nguyện. Còn tại Indonesia, người dân tại thủ đô Jakarta và các đảo lân cận cũng đã thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. Ban quản lý của khu dân cư phát cho mỗi hộ gia đình 3 túi ni lông có thể tự phân hủy để phân loại rác theo tiêu chí 3 loại rác, viết tắt là 3R. Ban quản lý khu dân cư cũng cho đặt các thùng rác theo màu để phân chia rác 3R và đặt cả bảng hướng dẫn bỏ rác đúng quy định. Tại một số điểm du lịch của Indonesia còn có sáng kiến vô cùng độc đáo, đó là đổi rác lấy vàng. Ví dụ, 70kg rác nhôm tương đương khoảng 4.500 lon giống đổi được 1 gram vàng tại ngân hàng thu gom rác. Không chỉ vỏ lon nhôm đổi được vàng mà cả đồ nhựa, bìa cứng, những đồ tái chế đều có thể đổi lấy vàng. Nếu người dân không muốn lấy vàng, có thể quy đổi số rác tái chế ký gửi tại ngân hàng rác thành tiền mặt. Vâng, như trong tổng hợp vừa rồi của chúng tôi, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An có thể thấy được là ở nhiều quốc gia đó, họ sẽ có những cái cách khuyến khích khác nhau để người dân của chúng ta có thể là phân loại rác thải tại nguồn. Tôi đơn cử như là tặng tiền hay là đổi rác lấy vàng nữa. Nghe đôi khi là có phần là hơi xa xỉ đó, nhưng mà liệu rằng những cái cách này có thể áp dụng được ở nước ta hay không thưa bà? Tôi nghĩ tức là những cái phương thức mà họ đã thực hiện ở các nước đây, mà nhất là các nước phát triển, tôi nghĩ ta có thể tham khảo áp dụng, phải tùy cái đặc thù từ nơi, chứ là chúng ta cũng không thể có điều kiện áp dụng ngay như tất cả các nước. Nhưng tôi xin nhắc lại, ngoài tuyên truyền ra thì vẫn phải kèm theo những cái chế tài xử phạt nghiêm minh và phải công bằng. Đã là luật thì phải công bằng, không ai ngoại lệ cả, cho nên là chỉ có như thế thì tôi nghĩ là dần dần nó mới vào khuôn, vào phép, vào kỷ cương, và chúng ta mới thực hiện được các loại phân loại rác như mọi người mong muốn, để chúng ta thực hiện cái nền kinh tế tuần hoàn đối với nông thôn cũng như đối thành phố. Rõ ràng là việc áp dụng chế tài thì là điều mà chúng ta không hề mong muốn rồi. Vậy thì chúng ta có thể là dựa vào những cái nguồn lực trẻ được không? Bởi vì chúng ta thấy là hiện nay thì rõ ràng chúng ta hay có những cái câu nói là cái thế hệ mai sau làm chủ tương lai của đất nước đúng không ạ? Xã hội, trái đất này là thuộc về các bạn, những cái người thế hệ trẻ. Vậy thì ngay từ khi mà các bạn còn ngồi trên ghế nhà trường chẳng hạn, chúng ta có thể là đưa vào cái công tác tuyên truyền ngay trong cái chương trình giáo dục được không? Để các bạn trẻ hay là các bạn nhỏ của chúng ta sớm có cái nhận thức là chúng ta phải biết phân loại rác thải nguồn và một cách chính thống ngay từ nhỏ, thì lớn lên thì cái hành vi, cái thói quen của các bạn nó cũng sẽ khác những cái thế hệ đi trước thưa bà. Vâng, tôi hoàn toàn đồng tình, tức là cái việc này phải giáo dục từ bé, từ lúc mà gọi là vào mầm non cho đến gọi là lớp bé, lớp lớn, lớp mầm, lớp chồi, lớp lá gì đấy, và sau đến vào đến tiểu học, rồi đến trung học một cơ sở, rồi đến trung học phổ thông. Tôi cho là khi mà đã giáo dục các em nó vào thành cái thói quen, đại khái chúng tôi nói rằng nó ngấm vào máu rồi, thì đương nhiên là tất cả mọi chuyện nó sẽ rất tốt, mà cái tác dụng của trẻ em nó vô cùng lớn, tức là về chính các em sẽ lại giáo dục lại, thậm chí là sẽ truyền lại những cái ý thức tốt cho bố mẹ, ông bà, và khi mà ông bà và làm sai thì các em nói thì ông bà không tự ái hơn là những người ngoài nói, cho nên tôi cho là rất tốt. Mà tôi nghĩ cái này đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo đưa luôn vào từ đầu, để mà đây coi là một cái yêu cầu bắt buộc phải từ giáo dục cái chuyện ý thức này là từ bé, từ tấm bé cho đến lớn lớn, cái chuyện phân loại rác thì tôi cho là rất là tốt, tôi hoàn toàn đồng tình. Dạ vâng ạ, rõ ràng là nếu như mà chúng ta giáo dục được ngay từ thở nhỏ, ngay từ bé cho những cái đối tượng này thì lớn lên thì các em cũng sẽ thay đổi được cái hành vi và cái ý thức rất là nhiều đúng không ạ? Xin được cảm ơn cái sự chia sẻ vừa rồi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An. Vâng, thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày thì chúng ta bỏ ra từ 1 đến 2 phút để phân loại rác thải sinh hoạt tại nhà sẽ giúp tiết kiệm được hàng trăm ngàn giờ trong công tác thu gom xử lý rác thải.
Vâng, công tác phân loại rác thải tại nguồn sẽ làm giảm đi cái tải trọng chất thải rắn đổ về các khu tập trung chôn lấp rác, và chúng ta có thể thu được về nguồn lợi kinh tế lớn từ các rác thải có thể tái chế và tái sử dụng được. Việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn là một vấn đề vô cùng cần thiết và thiết thực để có thể là góp phần bảo vệ môi trường của chúng ta. Một lần nữa, chúng tôi xin được cảm ơn sự có mặt của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An đã đến với chương trình ngày hôm nay và chia sẻ với chúng tôi những cái thông tin hữu ích về việc là chúng ta phân loại rác thải tại nguồn và trả chi phí xử lý rác thải theo khối lượng, theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường 2020. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.